Hôm nay nhà đất Hùng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu có vị trí rất là đẹp. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích là chiều ngang 4m, chiều dài là 16m, tổng diện tích là 64m2, nhà sổ hồng riêng, thổ cư 100%, có hỗ trợ với vốn ngân hàng. Nhà này thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có vị trí gần với quán cà phê, gần với các trục đường mở văn phòng công ty ở khu vực này như quý vị nhìn thấy trên màn hình. Nhà này cách con đường DT743 chỉ tầm khoảng là 100m thôi quý vị nhé. Vị trí rất là gần và di chuyển đi ngã tư Miếu Ông Cù ra chợ Phú Phong thì hết tầm khoảng là 500m thôi. Một vị trí rất là đẹp nhé. Và đây là mặt tiền căn nhà này. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà, mái thái hình chữ A. Nhà này được chủ nhà đúc 3 tấm và 1 tum. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Nhà này có tum lên trên quý vị nhá. Quý vị có thể lên trên để trồng cây ở khu vực ở trên cũng được luôn nhé. Mặt tiền thì được chủ nhà sơn giả đá hết cả 4 cột luôn. Và khu vực mặt tiền ở dưới thì được chủ nhà ốp đá lên tới trên. Và chủ nhà có đi dây chờ camera sẵn ở khu vực lầu trên rồi quý vị nhé. Một vị trí rất là đẹp. Quý vị nhớ xem hết video nhé. Và quý vị nào sắp có xây nhà sắp tới mà chưa biết xây theo mẫu nhà nào thì hãy xem kỹ video này. Nếu thấy căn nhà này đẹp, hợp lý thì quý vị có thể áp dụng xây theo. Bây giờ mình cùng di chuyển lên vào trong nhà để tham quan chi tiết căn nhà quý vị nhé. Cửa chính đây thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức. Phía trong mình có thêm một lớp cửa nhôm xịt pha kết hợp với kính cường lực. Nhà này thì đã được chủ nhà gắn rèm đầy đủ hết rồi. Phòng khách ở đây thì được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 của 80-80. Vách hai bên thì được chủ nhà ốp alu giả đá cũng như giả gỗ hết nhé. Đây là khu vực trần chỉ thạch cao, mình có quạt trần cũng như đèn chùm ở khu vực phòng khách nhà mình. Vách bên đây thì được chủ nhà ốp alu đầy đủ hết nhé. Hôm nay đang gắn kính cường lực và có vệ sinh nhà nữa là có thể bàn giao nhà cho quý vị rồi. Mình cùng di chuyển vào khu vực phòng bếp. Phòng bếp rất là rộng quý vị nhé. Quý vị có thể kê bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái ở khu vực này. Ở đây mình có hai dàn tủ bếp rất là rộng. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực rồi. Phía trên trần chỉ thạch cao này. Và phía cuối căn nhà là khu vực phòng vệ sinh ở cuối căn nhà và giếng trời ở khu vực đây nhé. Đây mình có phòng vệ sinh ở tầng trệt. Nhà này gồm 4 phòng vệ sinh nha quý vị. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực lên gạch bóng kính lên tới trên luôn. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt, mình sẽ cùng di chuyển lên ở trên để tham quan chi tiết căn nhà. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Di chuyển lên lầu trên, cầu thang thì được chủ nhà làm tay vịn gỗ gõ đỏ kết hợp với kính cường lực rất là chắc chắn nhé. Hôm nay đang gắn kính cường lực và vệ sinh nhà nữa là có thể bàn giao nhà cho quý vị mua về ở ngay được.
Di chuyển lên lầu trên, lầu trên này mình sẽ có là hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Nội thất phòng vệ sinh rất là cao cấp quý vị nha, từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng rất là đẹp. Vách thì được chủ nhà ốp kính, ốp gạch bóng kính lên tới trên luôn. Và phòng ngủ này có cửa sổ chỗ sang giếng trời phía sau. Bây giờ mình sang tới khu vực phòng ngủ thứ hai. Hệ thống cửa nhà này đều được chủ nhà làm cửa nhôm xin pha và gắn rèm đầy đủ hết rồi. Nhà này có ban công phía trước này. Quý vị nhớ xem hết video luôn quý vị nhé. Mình sẽ review lên tới nóc luôn để quý vị xem thật rõ về căn nhà này. Nội thất của phòng vệ sinh riêng ở trong phòng rất là cao cấp, từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sen thiền, cộng với bồn tắm nằm được chủ nhà đầu tư hết ga luôn quý vị nhé. Và giá căn nhà này đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hùng Sơn chào bán với mức giá là 3 tỷ 900 triệu đồng quý vị nhé. Giá này vẫn còn được bớt trực tiếp với chủ nhà khi quý vị đi mua nhà. Nếu ưng, bên Hùng Sơn sẽ kêu chủ nhà mang pháp lý sổ hồng gặp trực tiếp với quý vị để mình trao đổi thương thảo về giá cả nhé. Lên tới lầu trên, trên vẫn còn một đường lên nữa quý vị nhé, quý vị nhớ xem hết video. Lầu này thì mình sẽ có là hai phòng ngủ và phòng thờ phía trước, sân phơi để lầu trên cùng quý vị nhé. Nội thất rất là đẹp. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Quý vị nhớ xem hết video nhé. Để cảm nhận về một căn nhà ngang 4, dài 16, tổng là 64 mét. Nhà sổ hồng riêng. Sang tới khu vực phòng ngủ thứ tư. Nhà mình gồm 4 phòng ngủ tha hồ ở nhé. Nhà mình ở 2-3 thế hệ, thoải mái luôn. Tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ máy lạnh cũng như là cắp nét đầy đủ hết. Và quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Khu đất phòng thờ này, và đây là khu vực sân thượng này, ban công trước nhé. Quý vị nhớ xem hết, mình sẽ lên trên review sân thượng trên cùng cho quý anh chị xem. Với mức giá 3 tỷ 900 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà đúc 3 tấm như thế này, được xây dựng nội thất cao cấp quý vị nhé. Lên tới khu vực lầu trên, đây là tay vịn gỗ Gò Đỏ đang trong quá trình gắn, chưa có sơn quý vị nhé. Và đây là khu vực sân thượng trên này quý vị này. Như quý vị nhìn thấy trên màn hình, mình sẽ quay con đường DT743. Đây là con đường DT743 sau đít nhà mình. Xe cộ đang lưu thông ở khu vực này nhé. Và kế bên kia thì ngã tư Miếu Ông Cù rồi. Đây là sân thượng trước. Tha hồ mình trồng cây quý vị nhé. Và trên đây có chỗ kê máy giặt phơi đồ. Nhà này kê máy giặt phơi đồ phía sau được luôn quý vị nhé. Kế bên là một quán cà phê này. Rồi, con cà phê rất là đẹp nha. Đây mình đứng đây là mình nhìn thấy con đường DT43 quý vị này. À, một vị trí cực đẹp. Đây là lối vào của căn nhà nhé. Ngay cái biển xe 5 tấn, cấm xe 5 tấn vào. Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.